cái mùa đông á. Ghê quá các bạn ơi, côn trùng. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay sẽ ra vườn. Ra vườn làm gì ta? Ra vườn moi khoai các bạn ơi, đào cổ. Thấy cái gì moi, thấy cái gì hái giật nấy các bạn ơi. Táo rồi, lê rồi đầy đủ. Bây giờ chắc cũng 5 giờ chiều mà trời nó tối thui à. Mùa đông giá lạnh nhưng mà không dám mặc áo lạnh các bạn ơi. Mặc cái mình tưởng tượng nó lạnh hơn nữa. Tại vì khi mặc áo lạnh cái mình cứ tưởng tượng chắc lạnh lắm lạnh lắm, cái mình cảm thấy lạnh hơn. Thà mình khỏi mặc áo lạnh, mình tưởng tượng cảm giác như là mùa hè nó còn trang hòa này. Mặc dù là trang rất là gồng, gồng để cho nó khỏi lạnh. Thôi bây giờ đi hái những trái cây thôi ha. Tưởng tượng thôi các bạn. Cái cảm giác mà mình tưởng tượng á, giống như mình nói lạnh lắm thì nó sẽ lạnh. Còn mình tưởng tượng ấm lắm, mặc dù là không khí rất là lạnh nhưng mà nó vẫn đỡ hơn chút xíu nha các bạn. Cơ thể mình nó đặc biệt lắm á. Đó, mình tưởng tượng gì đã ra đó. Thì bây giờ rất là ấm luôn. Bây giờ xin mời các bạn và các em nhỏ đi theo hái những trái cây rau củ ở cái vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Mời các bạn đi theo mình nha. À, quên khoe kiểu tóc. Đây, hôm nay có là kiểu tóc này. Như các bạn có thấy không ta? Kiểu tóc này người ta phải mặc cái đồ màu màu nó mới thấy đẹp chứ. Có thấy không? Nè, đó đó, tự mình làm đó nha các bạn. Đẹp không? Cái này nữa. Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Xem video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha. Các bạn ơi, các bạn thấy gì đây không? Đây là cái bông atiso mà nó ra muộn nha. Nó ra lúc tháng 8, chắc được 2 tháng rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình hái vô là nó sẽ lạch lẽo, nó sẽ hư. Hái vô nấu miếng nước trà uống nha. Nè, đó, cắt nha, dài dài tí. Đó, 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 được cái bông atiso nở muộn ở trong cái mùa thu nha. Mùa xuân á sẽ rất là nhiều bông atiso nở trong vườn. Sang năm mình có mấy chục cây lận. Wow, thử luôn. Nó mùa này nó đỡ đắng hơn. Cũng ngon à. Nghe mùi bông atiso đắng đắng, ngọt ngọt, nhưng mà không có đắng bằng cái mùa xuân, mùa hè nha. Mùa xuân nở xong mùa hè thu á nó đắng lắm, mùa này lại đỡ đắng. Nguyên cái bông không dám đếm bao nhiêu cành đấy chứ. Đếm sợ các bạn biết mình đếm sai. Đếm đâu bao giờ đếm hết đâu. Phải giặt tuốt ở trong cái nhụy á mình đếm mới chính xác. Còn mình đếm không chính xác thì mình đừng nên đếm. Đếm coi như là số đếm. Nó giận mình, đếm sai là nó giận mình. Rồi bây giờ sẽ đi tìm tiếp. Thu luôn cái bông này nha các bạn. Cái bông này á là mình phải thu. Tại vì vô nhà để lấy giống nè. Đây. Cái bông atiso nó già rồi. Các bạn thấy xinh không? Nó già rồi, nó vẫn xinh theo cái nét già của nó nè. Đó, nó mọc rau rồi các bạn ơi. Rau nó khô luôn nè, các bạn thấy không? Coi chừng có cái con gì nó bò ra cho nó cắn chưa. Này, hôm nay là đi thu những rau củ quả coi như là đặc biệt nhất trong vườn nha. Tìm chỗ mình mổ ra ở trong xem có những cái hạt gì để cho các bạn xem. Sang năm mình sẽ gieo giống cái hột này, mình gieo lên nhiều cây mình trồng, hái cho các bạn xem cho đã mắt. Đây 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 đây, sợ có cái con gì quá. Wow. Như tóc bạc vậy các bạn ơi. Nè, đúng là bông atiso. Nè, wow, cái này có ăn được không ta? Các bạn thấy không? Gỡ ra cho các bạn xem nè. Đó,
rất là nhiều, y như rau bắp vậy mà nó cứng nha. Wow, mình rỡ, mình gỡ nó có cái hột nè. Có cái hột, không biết có hột, chắc không. Này các bạn, bông artiso còn khô nè, còn bông artiso tươi nè, thấy không? Một trời một vực ha. Tháo tiếp ra cho các bạn xem. Nó nhiều gai lắm các bạn ơi, nó chích nè, mấy cái này nó rất là bén luôn, nó chích đau lắm á. Lấy kế mình cắt đi. Bao giờ mới tới hộp vậy? Wow, một bông vậy được nhiều hộp. Chu cha. Như cái bông hoa mặt trời vậy các bạn ơi. Nè, mình gỡ ra rồi mình đưa lên sát máy cho các bạn xem nè. Nè, cái hộp của nó nè, các bạn thấy không? Đó, hộp hộp đó chưa? Thấy chưa? Nè, y chang như bông hoa mặt trời vậy đó. Vậy là năm này. Wow, hộp nó chắc nụi luôn ta. Trồng được không? Mình để dành mình gieo nha. Mình sẽ lấy hết ra để dành gieo. Có một mớ hạt giống luôn. Y như bông hoa mặt trời, không khác tí nào hết trơn nè. Thấy chưa? Loài hoa nào nó giống loài hoa đó thì nó ra cái hạt cũng giống nhau luôn. Thấy không? Nó cũng tương tự giống hoa mặt trời nè. Nè, tương tự giống hoa sen luôn. Nó ra cũng giống hạt sen lắm. Nè, một mớ hạt này các bạn. Xem cái hạt của nó nè. Đó, các bạn thấy không? Hạt cũng rất là bự luôn á, mà không biết trồng có lên gì không. Rồi, mình đã nâng niu và tách ra từng hạt cho các bạn xem cái hoa bông artiso nó như thế nào rồi nha. Rồi bây giờ còn bao nhiêu cái mình cắt hết mình đem vô nhà. Đây. Đó, thu tươi không chị Thu. Bây giờ để nó khô lấy hột. Mỡ nè. Đưa. Đừng. Cái này thì cái độ chắc nó sẽ bị rụng rời các bạn ơi. Nó không còn chắc nữa, mình đụng cái nó mục luôn à. Cũng lấy luôn ha. Nè, đó. Một mớ bông artiso giống. Đây nữa. Thấy chưa? Rất là nhiều bông giống cho cái vườn sang năm. Bên này nữa. Wow. Này chắc mình nghĩ gỡ cái nó ra luôn. Rồi. Hôm nay rất là duyên dáng cho cái giống bông artiso của vườn Vinh Nguyễn Thị. Hái tất cả là mùa thu. Cái này là còn động một chút mùa hè cho nên nó xanh, còn xung quanh thì nó bị một cơn lạnh ập xuống cái nó dày đây các bạn. Rồi, bây giờ sẽ đi hái những thứ khác tiếp tục. Đây là cung nhện mà nó làm mình sợ hãi bao nhiêu năm nay. Nè, bây giờ nó lại núp vô trong này. Coi. May hồi nãy nó cắn mình cái bụp rồi. Nhìn thấy ghê quá ha. Bạn thấy nhện này không? Nhện này, nhện bụng mập này. Đợt trước mình hái mật mỹ nó bò lên tay mình này. Cái bụng nó chắc nó mang trứng ở trong á. Rồi để đó cho nó bò đi chơi đi. Đi ngang qua cái cây hồng thấy nó hồng thiệt các bạn ơi. Nè, nó ửng ửng hồng hồng, thắc mắc ở trong thử có gì. Mình tháo ra mình coi thử trong có gì nha. Thử nó đã chín chưa hay mình cắn miếng thử nó ngon chưa nha. Hồi hộp quá ta. Wow, nó mới làm duyên thôi các bạn ơi. Nó mới đỏ đỏ sơ sơ thôi. Cái này phải đỏ hết trái kìa, phải hồng hết trái kìa mới hái được. Nó chưa chín các bạn ơi. Như vậy hái vô có vú, có dấu. Người ngày xưa người miền Trung gọi là vú vô trong thùng đá. Có dấu để cho nó chín được không ta? Thử cái độ chát nó tới đâu nha. Chứ mình không ăn cái trái mà nó chưa chín thì mình không biết nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ thử luôn đi. Không biết nó là sao ta.
nó chát, sợ nó chát nó lột nguyên cả cái da miệng ra khỏi cái độ chát. Tưởng tượng thôi là đã đuối miệng rồi các bạn ơi. Sao ăn thấy tiếc ha, nó chưa chín mà. Nên ăn. À ha, mình đếm lá đi. Ăn. Không ăn. Ăn. Không ăn. Không ăn các bạn ơi. Nó không cho ăn. Thôi mình bao lại nha, để khi nào nó chín cái đã. Liếm một cái lấy thảo. Muốn ăn ghê. Thôi để tuần nữa đi, tuần nữa ra ăn. Tiếc. Ăn hay không vậy? Thôi nó chát lắm, mình rất là sợ chát. Chua còn thấy cái vị chua nó còn vô trong miệng mình được. Còn cay thì nó cũng ăn được. Mà chát là đâu ai ăn chát được đâu. Phun ra liền. Trái cà tím này nè. Đó, ngày hôm qua nói hái không hái. Hôm nay nó nứt rồi các bạn ơi. Vô cắt ra xào thịt bò ăn nha. Đó. Bây giờ nó còn ra hoa nữa. Không có kịp mùa đâu các bạn ơi. Được một trái cà tím. Các bạn ơi, ở chỗ này nè. Đó, gần cái vòi nước này. Có một mớ ớt mà ớt chuông mà nó núp ở trong này nè. Đó, 2-3 ngày này mình thấy mình để ý rồi. Hôm nay mình sẽ hái nguyên cặp này nè. Đó, các bạn thấy đã không? Wow, thích chưa? Trời lạnh nè. Mình nói nó ra hơi luôn á các bạn. Thích cái cặp này quá. Coi, hái nè. Đó, mình có duyên với ớt chuông các bạn ơi. Năm này nó vô nhà mình ồ ạt luôn. Một trái. Mình thích dạng ớt chuông mà có cái mặt mình trong đó các bạn. Cái mùa đông á. Ghê quá các bạn ơi, con trùng. Mình không sợ con gì nhiều, mình sợ nhất là con trùng các bạn ơi. Con trùng đó là nỗi ám ảnh của mình hồi nhỏ đó. Nè. Ghê quá. Ám ảnh này các bạn, hồi nhỏ biết sao mình ám ảnh không? Mình có ông anh trai cũng chơi nghịch lắm, ăn rồi ông có lấy con trùng ông bỏ vô trong cái cổ áo mình, nó bò trong lưng mình á, tới giờ mình nhìn mình còn ám ảnh nha. Đó, cho nên chơi gì đừng có chơi mà giỡn, làm cho người ta không thích là người ta ám ảnh cho tới già. Con gì các bạn? Dâu ốc ha. Y chang ốc luôn. Đó, hái được hai trái ớt mà gặp mấy con trùng ám ảnh đó các bạn ơi. Đó. Trùng. Còn cái nào nữa không? Trái này chắc cái bữa nữa ra hái nha. Bây giờ nó chưa có kịp lớn. Dâu tay muộn màng. Dâu tay lạnh giá. Buốt giá tay chân. Hái trái dâu tay quý hơn vàng. Đó, bỏ xuống đây cho đẹp thôi. Nhìn cũng xinh quá ha. Cái này cái mới nhìn tưởng con sâu hết hồn các bạn. Cà chua nó lạnh á, nó yếu, nhưng mà mình vẫn hái được trái, trái ăn rất ngon. Rau keo nè, rau keo quá chừng luôn nè các bạn. Củ dền chỗ kia mình chưa thu nữa nè. Mình rất là nhiều củ, rau củ quả chưa thu á. Đó, được mớ cà chua. Quay tới quay lui thì mình cũng thèm cái lá tí tô Hàn Quốc nè các bạn. Hái vô tút chút xíu nữa. Ở trong nhà mình có chiên sườn đó. Cái mình cắt tí sườn ha. Sườn chiên ha. Xong mình luộc tí bún. Mình cuốn ít cái lá này nè. Tí tô nè. Ít xà lách. Ít lá hẹ. Rồi ít dưa leo. Đó. Chấm nước mắm chua ngọt. Hết sảy con bà bảy. Trời mùa thu cái... lá tí tô Hàn Quốc này nó tốt lắm. Hơi tốt quá cái nó ra cả bông luôn nè các bạn.
các bạn thấy không, lá thơm lắm á, nhiều lắm, một cây nó bự. Cây hái sạch hết. Đây có cây su hào nè các bạn. Khi nào nó ra củ mình nhổ nha. Bẻ cái ngọn đi. Nó sẽ nứt ra nhiều, nhiều nhánh khác nữa ha. Bây giờ tất cả những cây bí ngòi á, nó đều lạnh lẽo, nó chịu nhiệt độ. Có vài cây chịu nổi thôi, còn một số là nó úa hết. Đây cây bí của dịch này, của dịch mùa đông tội nghiệp lắm. Này, được có trái chút xíu vậy đây. Nhìn nó còn ra rất là nhiều bông nè các bạn. Các bạn thấy không? Có được trái mình hái luôn cho rồi. Thấy cân không? Mấy trái nhỏ tí nè. Đó, nó còn ra hoa nè. Rồi đi tiếp tới chỗ nào còn gì nữa hái luôn ha. Tới thăm cây ớt trắng các bạn ơi. Trồng cây ớt trắng bao nhiêu lâu này? Bây giờ mới tới thăm nha. Lá xum xê quá. Đây. Nó cay lắm nha các bạn. Bẻ cái nó gãy liền. Đó. Ớt màu trắng. Nó giòn quá các bạn ơi. Đó. Thu rất là nhanh, gọn lẹ luôn. Này. Bây giờ thu cẩn thận chứ nó gãy luôn cả cây luôn. Rất là giòn. Chạy đâu vậy? Đỡ, đỡ, đỡ. Ra đây. Đây. Thêm 3 trái ớt nữa. Đó. Còn trái nào nữa không? Còn ớt chuông. Ớt chuông có trái nào bự không? Wow. Trái này bự quá ta. Hấp dẫn chưa? Từ bữa hôm đến giờ mình thu chắc cũng phải 5-6 kg ớt chuông rồi các bạn. 5-6 kg cũng nhiều lắm á. Nhiều hơn á chắc các bạn ơi. Mình thấy nhiều lắm ở trong nhà đó. Bỏ tủ lạnh mình ăn. Ăn chắc cả tháng á. Nè. Trái này. Trái gì đã các bạn. Cái này ồ vô cắt dồn thịt ha. Dồn thịt ăn review nha. Quá đã. Bên này nữa nè. Đây đây đây. Đã chưa, đã chưa. Nè. Thích không các bạn ơi? Wow. Nó lạnh quá, nó buốt cái tay các bạn. Dặn nó hơi khó nè. Có gì đây không? Có con gì không? Đó. Trời lạnh trồng ớt chuông thiệt mê say sướng thiệt các bạn. Lạnh lúc mùa thu á thì nó mới ra hoa thôi. Còn mùa no. Lúc mùa xuân á thì ớt nó mới ra hoa. Còn mùa thu á ớt nó màu lớn lắm. Quà cái ớt này nè. Cái ớt này nè các bạn ơi. Mình hái vô mình ăn với cá kho đó, mình dầm 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 ra với tỏi đó. Nó thơm mà nó ngon. Nè. Có 2 trái chín nè. Bạn thấy đã không? Ớt này chắc giống như ớt đậu đũa ha. Nè, ở trên này có một cây nó cao, nó vượt, nó lớn quá, nó cao nè các bạn. Nó đổ trái xuống rồi. Ở trên này nó còn ra bông nữa nè. Thích quá các bạn ơi. Vui vui, hái mấy trái nha. Vô để dành ăn với cá. Giật, wow, nó giòn rụng. Hái mấy trái xanh. Thích ha. Đó. Có gì nữa không? Khóc nơi là ớt. Rồi, trái hườm thì mình mới hái rồi. Wow, đây có mấy trái ớt bự nữa nè. Mình trồng gì mà nhiều dữ vậy ta. Trồng nhiều lắm á. Không có đủ đất, mình chen chút nhau mình trồng. Đó, mấy trái nó rụng nè. Cực ngon, cực ngon. Ớt này nè. Này,
ngon lắm á. Ớt nhan Hàn Quốc ăn vô là vị ngon, nó xếp lớp, nó nhăn từ lớp vậy đó, nó nhiều lắm. Nhai một cái là nó ngon, ngon cả trái ớt luôn. Giờ sao hết đó, nhìn trái ớt ngộ đời chưa đó. Trong này này, trong này ớt vàng, vàng ớt tím. May là có ớt để thu quá các bạn, không có gì thu chắc buồn lắm. Đi ngang qua cái chùm táo mà nhìn cười, không nhịn được cười các bạn ơi, coi coi. Đó, lạnh lẽo quá, cái nó chín, nó rụng vô trong cái bịch luôn. Mình mở ra để mình hái ha. Ồ, nó rớt hết. Mình tháo cái bịch bao bọc ra, cái táo nó đổ hết xuống dưới này, phải xuống dưới này lượm. Nó còn ngon lắm, nó chín ngon lắm các bạn. Nó đổ hết xuống dưới này nè, ba trái táo. Giờ là nó chín thiệt sự rồi đó các bạn ơi. Tại vì nó chín nó rụng đó, rụng vô trong cái bịch mình tháo ra, cái nó đổ xuống cái thùng này bên này nữa nè. Đổ này, có trái lê rụng nè. Trái lê nó rụng các bạn ơi. Sung này, bây giờ mới ra bông, bây giờ mới ra trái, bây giờ mới có ăn. Tiếc nó rơi xuống giờ. Chiến đấu từ nãy giờ với cái đây các bạn, chiến đấu với nguyên chùm táo, các bạn thấy không? Chùm táo này mấy bữa là nó dài từ trên này, nó bó từ trên này xuống, mà nó rụng hết, sóc ăn rồi gió nó lay lục, rụng, nó lay lay, nó rụng á. Bây giờ còn có chừng này thôi. Đó, ăn đỡ đi. Ăn trái nào các bạn ơi? Ăn trái hồng này đi nha. Nè, trái này ngon nè. Nó chín rồi, nó ngon lắm. Không khí se lạnh nữa, ăn nó đã gì đâu. Cực đã, ngon. Táo chiên ngon dữ đấy. Ngon dữ vậy ta. Ăn tiếp nè. Giờ nó chín ngon quá. Mặt mình ăn thấy ghê. Hạnh phúc nhất là ăn táo mà đứng bên cái chùm táo. Đã gì đâu. Nó chín thiệt sự rồi. Đứng thẳng lên ăn để cho mình nuốt nó trôi xuống. Chứ mình cong cong á là nó không chịu trôi. Nó trôi cong. Cái nó mắc kẹt. Mắc kẹt chút nữa nó hò. Ngọt. Chua chua. Đồ chín đã tới nơi. Ngon lắm. Lạnh nữa. Đã quá. Thử cái này luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Táo này như táo mật ong á, mà nó chưa chín mà nó ngon vậy á. Không biết nó chín nó ngon như thế nào nữa. Ngon lắm. Giòn, ngọt, thơm. Chỉ biết ngon chồng ngon chồng ngon chồng ngon, mà cái ngon nó chồng nhiều quá mà mình xô nó đổ hết vô miệng các bạn.
Thương cái táo quá à. Ít bữa mùa đông tới, nó lạnh tội nghiệp lắm các bạn. Sẽ còn nổi cái sườn cây không à. Trụi mùa đông trụi thế tội lắm. Ngon quá phải. Đã. Ngon. Thấy chim không các bạn? Đứng ăn mà nghe chim hót chim ca đã thiệt quá chứ. Ha. Xuất sắc, xuất sắc. Tháng năm nó ra nhiều trái nữa nha. Dán chồng đi. Đó, các bạn thấy không? Hái được trái trước hai trái. Xuống lượm. Ngon lắm, không thể bỏ qua được. Bao bọc lại mới còn đó. Không thôi mấy em sóc lên ăn hết trơn. Đó, thấy chưa? Nó rất gọn gàng vô cái gốc. Gốc của cây sung. Đây, cây sung đây. Cây sung kế bên cây táo. Cây táo trùm triền miên được mớ táo nè. Nè, rau má của mình nè. Rau má Việt Nam nó bây giờ nó lên nhiều lắm. Mùa xuân á, rau má nó tốt. Rồi mùa thu nó cũng tốt. Nói chung là lạnh là nó tốt à. Đây, rửa sạch rồi. Thấy chưa? Được một rổ tươi. Cái này vô chấm muối ớt, ăn hết sảy các bạn. Chấm mắm ruốc nữa, tuyệt vời mặt trời. Đổ hết vô đây nha. Đổ, đổ vô cô. Nhớ. Xích vô, xích vô. Rồi, bà con trái cây rau củ quả gì nằm hết vô mâm đi. 2020 này mình thu trái cây đã thiệt đó chứ. Năm này mình trồng nhiều gấp 10 lần năm ngoái nha các bạn. Bây giờ thu tới tháng 11 luôn á. Đó. Cà rốt nè các bạn ơi. Mình trồng chi mà nó dày, nó tốt quá, nó ngã xỉu hết trơn. Nè, rất là nhiều cà rốt luôn á. Lạnh quá các bạn. Coi mình nè các bạn. Mình quên. Mình chạy vô nhà mình lấy cái áo ấm. Cái vô nhà nói chuyện với người cái quên mặc áo. Đi ra luôn. Lạnh quá. Giờ chẳng lẽ vô lại. Vô lại là trời sụp tối đó. Thôi bây giờ ráng gồng để hái luôn nha. Lạnh thiệt đó chứ. Hái đi. Hái vô ăn với thịt nướng các bạn ơi. Hái mà rùng. Cụp cụp cái răng nè. Đó, hai trái. Nào nữa, nguyên cả bó trong này. Nhiều. Giờ sao ta? Giờ sao? Lạnh quá, lạnh quá. Bà con ơi. Trái này hư rồi, bỏ đi. Nguyên cả chùm luôn nè các bạn. Nhìn đã chưa? Hái mấy ký cũng có nè. Nhìn chùm ớt thấy mê. Hái đi cho nó nặng triệu hết trơn. Hái trái tiếp. Hé luôn á.
dặn nó lâu quá muốn bẻ các bạn. Đó, trời lạnh nè, trái đã ăn nó giòn mà nó ngọt, nó ngon lắm. Ừ, nhiều lắm, nhiều loại ớt lắm. Đó, ớt rồi bông rồi đủ thứ, hái tiếp, hái cho đầy thôi. Này, thấy cái ớt không? Đó, nó lạnh quá mà. Lạnh quá. Quá, trên này có trái chín nè. Trái chín nè các bạn. Đó, thấy trái chưa? Bức luôn. Sang năm trồng nhiều ớt này các bạn ơi, nó xài trái quá mà, một bụi ra mấy ký ớt luôn. Này, hai trái này, kéo ra ngoài hái. Hết sấy cùng bà bảy, qua xa xuất sắc. Này các bạn, thích chưa? Thích không? Đó, cực kỳ đã. Rồi, hái thêm trái nữa rồi đi vô nhà luôn nha. Còn lại mấy trái này nó nhỏ. Dưới này có trái bự không? Trái sắp chín nè, hái luôn. Đó, cà tím, ớt, táo, bông atiso, đầy đủ. Rồi còn lại ngày mai ngày mốt ra hái tiếp. Các bạn ơi, hôm nay mình hái quá chừng là ớt nè các bạn ơi. Nhìn ớt nè, nó tươi rau rói luôn, chừng này ớt chứ ngoài chợ bán cũng được giá lắm á. Ai mua ớt không? Ai ớt đây? Đó, mua nha các bạn, mua ớt không, mua táo cũng được. Táo đây. Thì hôm nay mình đã hái tất cả những trái cây ở vườn của mùa thu lạnh lẽo, mình ra mình quay mà mình đuối cả tay, cả chân, cả miệng, cả lưỡi, nó tạt hết cái lạnh cả người luôn. Mình đứng ở ngoài nó, mình lạnh quá các bạn ơi. Vô nhà mình sẽ quay. Hôm nay mình quay đoạn kết ở đây. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video video hái vườn của mình nha. Sắp hết mùa rồi, còn khoảng mấy tập nữa thôi là sẽ hết cái vườn của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Thì xin dừng video đây. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn giúp mình một like, một đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Xin tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn ơi, xem cái mâm này. Cưng quá à. Nè, thiệt sự là thích thú nè.